Giật mình nhìn lại thấy anh đã già, lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một người. Giờ bỗng một ngày như trở về tuổi 20, là khi anh thấy ánh mắt và nụ cười, em làm con tim anh trở lên hoang mang loạn nhịp liên hồi. Giờ em sẽ từ chối lên, anh mới viết ra tâm tư lòng anh. Anh đã điên một phần ba cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi, do anh có ai cuộc đời khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều, em sẽ yêu lòng lấy bao nhiêu về ký ức về những câu chuyện tình yêu. Nhưng nói chung là anh đã yêu em rất nhiều. Giờ bỗng một ngày như trở về tuổi 20. Trở lên hoang mang loạn nhịp liên hồi, từ giờ em sẽ từ chối lên, anh mới viết ra tâm tư lòng này. Anh đã đi hết một phần ba cuộc đời, sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đưa chân dừng lại nghỉ ngơi, giờ anh coi cuộc đời khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều, không biết em sẽ yêu.